Bạn đã thấy Master Kỳ uống trà tại những tòa lâu đài đẹp nhất nước Pháp, uống trà tại pháo đài, uống trà tại những không gian thiên nhiên thơ mộng hay uống trà tại những điểm dừng chân tại Pháp. Và trong video tuần này, Master Kỳ sẽ mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới, đó là uống trà trên tàu. Cảm giác pha trà, uống trà sang tuyết cổ thụ trên tàu sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng đón xem nhé! Trên cái tòa, cái xe lửa siêu nhanh metro đi rất nhanh. Đây, chào tôi đây. Đây là người bạn đồng hành của mình ở đây. Còn đây chính là quán trà. Quán trà đi với mình còn lâu dài. Uống trà trên tàu khi tàu vẫn đang chạy có lẽ là một trải nghiệm vô cùng mới lạ. Đôi khi thay đổi một chút không gian khi uống trà sẽ làm ta cảm thấy cuộc sống phong phú, mới mẻ hơn. Mời các bạn cùng thưởng trà cùng với Master Kỳ nhé!